Sao chết si? Chết si hỏi ví dụ cái gì? Cái này vui. Hỏi gì? Mười rưỡi tối hỏi rồi cái dòng họ mình thấy cũng được quá. À, còn liên hệ với nhau nói chuyện. Hỏi hỏi gì si? Rồi hỏi gì? Nói rồi. Hỏi là ai là người mà sản xuất ra mọi người? Sản xuất ra cái dòng họ này. Nói ai là người sản xuất cái dòng họ này? Mẹ Duyên hỏi sản xuất cái gì? Nó nói thì sản xuất cho mọi người á. Chị hai người bạn tuổi là không gọi chị là Duyên Hoa đây. Chị hai là người tạo ra. Duyên Hoa thôi. Duyên Hoa nằm trong góc tới thôi, không thấy đường. Chị hai người bạn tuổi rồi. Thấy mẹ chưa? Đây là ai là người tạo ra mọi người? Mẹ thấy mẹ chưa? Thấy mẹ rồi. Giờ mở đèn lên là thấy hết trơn nè, đó. Đẹp gái. Nè, Jennifer nè, đó. Lúc nào còn chưa quay ba. Quay ba là chi? Không, quay ba trong gương á. Quay ba nè. Rồi sao? Quay ba trong gương. Rồi, đó. Trời ơi. Nói lại rồi. Nói trời mà. Trời ơi, cái này đăng YouTube chui cho nó vui. Chị 27 tuổi rồi mà còn hỏi. Nhưng mà chưa có trả lời. Chị 27 tuổi hả? Chị 30. Chị 35 hả? Con 9 tuổi hả? Mẹ Duyên nhiêu? 40 hả? 40 bao nhiêu? 347 hả? Đúng rồi. Rồi. 47 tuổi. Goodbye see you again. 10 giờ rưỡi, 10 giờ 40 tối á. Ngày 15 tháng 11 năm 2021. 15 tháng 11 năm 2021. 2021 cho bà 21. Rồi, goodbye see you again. Bye.